với phương châm lấy con người làm trung tâm của mọi hoạt động, thì trong suốt quá trình hoạt động của mình, Bảo Việt luôn đặt yếu tố con người lên hàng đầu. Từ đó chúng tôi đã xây dựng được một cái môi trường văn hóa làm việc chuyên nghiệp. Về phía công ty cũng xây dựng những cái chính sách chế độ đãi ngộ thực sự tốt đối với người lao động, qua đó đã giữ chân được những nhân viên gắn bó với doanh nghiệp mình và thu hút được những nhân sự giỏi từ bên ngoài đến với doanh nghiệp. Qua đó các nhân viên cũng có môi trường thể hiện được cái khả năng cũng như năng lực của mình. Mọi cống hiến của nhân viên đều được doanh nghiệp ghi nhận và biểu dương, và qua đó mỗi nhân viên đều có cái khả năng phát huy và sáng tạo riêng của mình, đóng góp chung cho cái hiệu quả của doanh nghiệp.